Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay ngày 9 tháng 7 mình nhận được một cây sáo recorder của Nhật. Đó, có một người thân của Nhật, người thân của mình ở Nhật gửi tặng mình cây này, recorder của Yamaha. Đó, được bọc trong một cái túi vải rất là xịn xò nha, cầm khá nặng các bạn ạ. Thì đây là Anto, nghĩa là chắc là dòng, nếu mà nói như là kiểu kèn saxophone, Anto saxophone ấy, thì nó là cái dòng tầm trung, có nghĩa là nó không phải cao cao như sáo đô, không phải trầm trầm như là đô trầm, mà nó sẽ rơi vào tầm pha hoặc son gì đấy. Đây là cây sáo nhá, để xem sau nhá. Bên trong của nó thì có một cái này là dây hướng dẫn sử dụng này, các nốt này, một cái que để lau chùi mỗi khi thổi xong. Đây, chúng ta xỏ vải vào đây và lau vào trong lòng sáo. Cái này mình sẽ dùng để lau DJ. Đây là khớp, dầu bôi trơn khớp này. Đây các bạn, đây là cái sáo nhá. Thì nó chia làm 3 khúc như này. Đó, những cái khớp nối họ bịt bằng nhựa vào đây. Đó, bỏ cái nhựa ra. Đây là đuôi nhá, đây là đầu, đây là đuôi. Người ta sẽ nối đầu đuôi vào một cái nhựa ở giữa này để cho nó gọn. Đấy, thì sẽ không phải để 3 phần như này mà chỉ cần để 2 phần. Nó sẽ gọn như này. Đó, mình sẽ lắp phần đầu vào đây. Rất là khít các bạn ạ. Đấy, rất là khít luôn, độ hoàn thiện rất là cao, và khi mình xoay như này không có một tiếng động nào hết. Đấy, đây cũng thế, độ hoàn thiện rất là cao. Để mình thử lấy cái recorder của tàu nhá, để mình so sánh cho các bạn xem. Đây là recorder của tàu, mua có mấy chục rồi các bạn ạ, cũng 3 khúc như thế. Đó, nhưng mà cái dòng nhựa này thì nó khá là rẻ tiền so với cái này. Đó, cái này thì chắc chắn là nặng hơn rồi, bởi vì nó to hơn, cái này nhẹ. Nhưng mà mình tin là nếu mà cái này loại nhẹ, loại nhỏ như này nó cũng sẽ rất là nặng. Rồi, mình sẽ thổi thử nhé. Chưa thổi dòng máy bao giờ, và âm thanh của recorder thì mình nghĩ là nó sẽ ở cái mức gọi là bình thường. Nốt pha nhưng mà mở hết ra thì sẽ có vẻ bị cao, chắc là phải bịt hai cái này vào, đồ dê mi pha này. Không biết là quãng 2 sẽ mở như nào, và thấy nó cái hệ 8 lỗ này nó khá phức tạp. Đây có 2 lỗ rồi, đây lại 2 lỗ rồi, thì không biết là lên quãng 2 mình có phải bị tốt nào không. Đó, bịt như này mới là đô, nếu mà bịt như này thì là cao, bị đô cao. Và nút đằng sau một lỗ, nút D.
sẽ thổi thử một bài Nữ Như Tình nhá. Và đấy tôi quen. Thì cảm nhận của mình là cái này thổi rất dễ, là không biết là có phải là mình chưa làm chủ được không, nhưng mà thổi rất dễ bị trượt nốt đấy, mình không làm chủ được cái làn hơi của quãng 1 và quãng 2. Chắc là phải mất một thời gian để làm quen. Và cái âm thanh của nó thì mình thấy khá là giống với ocarina. Không biết các bạn có cảm nhận thấy không? Mình thấy nó giống ocarina. So với cây của tàu nhá. Cây của tàu thì tông đô thì 6 lỗ thì dễ hơn. Đầu lỗ nữa rồi. Đó, thì nó 6 lỗ thì nó cũng như sáo của mình, mà quãng 1 rồi là quãng 2 cũng như nhau. Nhưng mà cái 8 lỗ này thì mình nghĩ là quãng 1, quãng 2 nó sẽ khác nhau. Cái loại này bấm lại giống Sona ấy nhỉ. Cái sáo này cầm rất là to các bạn ạ, phải to bằng cái tiêu dê của Việt Nam mình nhé, nhất là cái đầu này. Đấy, xuống dưới lại bé dần đi, trông rất là hay và cầm rất là thích các bạn ạ. Nó rất là bóng mịn và nặng tay. Đây có cái logo của Yamaha đây, logo đầu thổi rất là to. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình nhé. Và cũng nhân đây xin cảm ơn người cô ở bên Nhật đã tặng cho cháu cái sáo này. Rồi, xin chào các bạn nhé.